Rồi, xin chào tất cả anh em ha. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em các bạn đã mua lụp của Chính Dương. Lụp bìm bịp nha. Lụp bìm bịp thứ cái loại mà kẽm treo cây. Đó thì đây mà một số anh em lỡ mua rồi mà do cái lò xo nó bị yếu, anh em che nó yếu á. Anh em thì mình chỉ có cái là mình chỉ kẹp cấp độ lại thôi. Còn nếu mà anh em nó mà muốn sang nữa thì thay luôn cái lò xo. Mà không cần thay đâu, lò xo này mình chỉ độ lên thôi. Mình độ bằng cách là mình tăng lên một số vòng. Đây thấy không? Đây lò xo nè, lò xo này lúc mà chưa độ rồi là cái này. Đây, cái này chưa độ đây. Cái cây nó nằm đây nè. Giờ mình đảo nó là tăng thêm một vòng nữa. Đó. Đây nè, này là nói lụp bìm bịp treo cây nha. Cái này là mình Chính Dương bán là một ký tư 50. Không phải Chính Dương bán mà tất cả những cái tiệm ở thành phố Hồ Chí Minh đều có bán lụp này, lụp kiểu thành phố Hồ Chí Minh. Giờ anh em nào lỡ có mua rồi đó mà nó lò xo bị yếu thì anh em đâu cần thay. Anh em chỉ độ lại thôi. Thì đồ nghề độ rồi nè. Chỉ cần có một cái kim nè. Cái kim nhỏ nhọn. Này. Hai cọng dây để buộc cái cửa lại đừng có sập xuống. Một cây nhớt. Một miếng nhớt, một hòm mỡ bò, rồi xong. Vậy là mình làm được thôi. Mà tất cả này hình như là anh em đã chơi lụp hay là anh em đi bẫy gừng anh em sẽ hiểu hết chứ không gì hết. Này là mẫu rồi, mẫu chung của Sài Gòn, tất cả Sài Gòn mà nó. Tất cả tiệm chim đều có thì anh em cứ mua về mà lỡ mà nó không ấy được thì mình cứ tự sửa thôi chứ không có gì khó cho nha anh em. Mình độ lên tăng thêm thôi. Rồi, vậy anh em coi mình độ nha. Rồi chào các bạn. Rồi, đầu tiên thì mình cứ bật cái này hai đầu lên. Để cái khóa đã bật lên. Cái lưới này thì ở giữa này nó sẽ cao lên rồi đây. Mình lấy cọng dây nè, nè cái cọng dây nè, buộc lại. Không gì khó, rất là dễ, không gì cho nha các bạn. Buộc lại. Đó, rồi một bên này thì vẫn thấy lợi lúa cái lò xo ra. Rồi. Ok. Rồi, vậy là xong rồi đó. Giờ mình cứ lấy lò xo lên mình bẻ thôi nè. Cái lò xo chỗ này dài nè. Đấy nè. Nè. Lấy cái vòng trong nè, đây nè. Đây lấy cái vòng trong nè, bật lên thêm một vòng nữa nè. Đó. Giờ mình bẻ nó thôi. Rồi mình gài xuống. Đây, gài xuống đây. Đấy, đây gài xong. Cái bên đây. Hai bên luôn nha. Rồi xong đây một bên nè, sao các bạn nè, dạy bên đây thì tăng thêm một vòng rồi đó, chỉ cần một vòng không hoặc rồi tới bên đây tăng thêm vô. Rồi đây là do xưởng nó sản xuất tại số lượng nhiều á, không phải một mình gặp đâu mà rất là nhiều, tại vì cái này là cái xưởng nó sản xuất một tháng cả mấy ngàn nó bán toàn quốc mà. Mình chỉ làm một người lấy lại bán thôi. Đây. Đây, xong. Rồi xong rồi đó các bạn. Rồi vậy là hai bên đó nè. Thấy không? Tăng thêm cái dòng lò xo thôi. Đây. Rồi giờ mình thả ra thôi. Đây, cực kỳ. À, rất là mạnh. Đây.
ăn mạnh ra nè các bạn. Nè, tiếng lắm. Đập thêm một vòng lò xo này rồi sao ấy mà mạnh rồi. Này nó đập tới nó chết đều đều luôn á. Đó, nè nó lọt vô, nó lọt vô phá luôn nè. Thì sao xảy? Đó, ở xỉa là xong đó. Thấy không các bạn? Không khó, nếu mà anh em mình làm, nếu mà dân dân chim đi bẫy thì anh em sẽ làm được thôi chứ gì hết. Tại vì có cái là cái lục này là không phải một mình mà cái chim bán mà là tất cả thì chim đều có bán. Đó, rất là mạnh. Đó, vậy là xong đó. Còn cái cầu này lâu lâu á anh em nhớ cho nó vô một chút mỡ bò hay là nhớt cũng được, mình thường mua mỡ bò cho nó lâu. Lò xo cũng vậy, muốn bảo trì cái lò xo cho nó lâu thì anh em cho mớ xíu nhớt vô. Đó, thấy không? Rồi vậy là xong rồi đó các bạn. Rồi tới đây mình chỉ cho các bạn bảo trì cái lục luôn. Đây cái lục thì lâu lâu lục mình mua về thì lâu lâu mình sẽ vô mỡ bò đây, vô mỡ bò đây. Đây nè, đây là hộp mỡ bò. Đây là nhớt. Đây, vô nhớt. Đó. Còn ngay cái cầu tử này nè, bằng hết mới mỡ bò vô. Đây mỡ bò. Đây vô đây. Đó. Thấy không? Rất là nhạy. Hàng này là hàng chợ mà các bạn. Hàng vài triệu giờ mình cũng phải làm gì thôi. Đó, rất là nhạy đó. Rồi xong. Một số anh em nếu mà không làm được thì mình tập đi nha, này tôi mình chỉ cái đó. Rồi này cái này là cái phá nè. Cái phá thì nếu mà anh em nó hơi lơi quá hay là muốn không sụp phá gì đó. Thì anh em bẻ nó ra một chút xíu. Đây hai cái phá chống sảy này. Đây mình cái lục này là mình đã độ lên rồi. Thì bắt đầu từ hôm nay tất cả những cái lục mình bán thì mình sẽ độ lại hết cho mình cho nhớt, cho mỗi bò vô hết. Được chưa? Đây là không rất là nhạy. Kim nhảy lên. Còn nếu mà muốn ngon nữa thì anh em lấy dây may á, anh em bo cái vòng cầu này vô thêm vô. Tại lục này là lục chợ nha. Thành ra là mình mua chỉ là cái xưởng nó làm ra thì nó chỉ bán cái cơ bản thôi. Rồi anh em muốn thêm bơ thớt gì đó thêm. Còn nếu mà ngon nữa thì anh em đi lại hết bằng cái gì lên. Rồi xong anh em nhỏ keo dán sắt vô. Phun thêm một lớp sơn màu đen. Thì mình xài 5-7 năm bình thường. Đó. Thấy không? Rồi ok là xong đó. Có khóa chống sảy thì không có con nào mà sảy được. Đó. Cái này là mình chỉ làm cơ bản cho anh em coi đó. Thấy không? Thì là xong đó nha. Rồi cảm ơn anh em đã xem cái video. Hy vọng là anh em sẽ làm được nha. Không phải lụp của mua của Chính Dương không nha, mà tất cả những cái lụp của anh em mà mua trên thị trường, tất cả tiệm chim đều có bán cái loại này. Thì anh em cứ về anh em cứ làm vậy đi thì nó sẽ bời rất là bền. Rồi thêm cái nữa thì cái độ thêm cái lò xo này một vòng nữa. Còn nếu mà muốn ấy nữa thì độ thêm vòng nữa. Một vòng rồi không được thì độ thêm vòng nữa. Cái vòng này nè, mình có thể quay qua bên đây tiếp tục, mình bỏ lên đây lại thì nó sẽ một vòng nữa. Rồi cảm ơn em nha. Quên nữa, cái lụp này là lụp chợ nha anh em. Lụp rẻ tiền nha, mình không so sánh với mấy cái lụp inox hay lụp cao cấp. Nó mắc tiền khác. Lụp này lụp chợ mà không phải Chính Dương bán, mà tất cả những cái tiệm chim đều có bán. Và cái xưởng này nó sản xuất thì nó sẽ bán toàn quốc. Rồi anh em mà lỡ có mua rồi mà bị lò xo yếu thì anh em cứ sửa lại mình chơi thôi chứ không gì hết. Mình không tiền, mình nghèo thì mình cứ chơi cái loại rẻ tiền này thôi chứ không gì hết. Còn nếu mà muốn cao cấp thì anh em nào cao cấp thì mình không nói rồi, chơi nóc chơi cái 1 triệu mấy 2 triệu gì đó, 2-3 triệu gì đó thì mình không biết. Đây mình chỉ nói riêng những anh em mà nay mua hàng của Chính Dương hay mua hàng của bất kỳ tiệm nào trên cái kiểu lụp Sài Gòn này thì mình chỉ độ lại cái lò xo thì mình chơi thôi. Và cái mình mua lúc đầu là mình không có quay clip được thì mình đã xài 7 năm, mình sơn lại nha, nhớ sơn lại hàng tháng. Lâu lâu mình vô mỡ bò vô nhớt lại thì mình vẫn xài được 7 năm nay không hư hao gì trơn. Có cái lứ thì mình đương lại thôi, tự đương lại. Rồi cảm ơn anh em nha. Nên, anh em coi mình độ nha. Độ chỉ dành cho những cái anh em mà mới vào nghề thôi, không có gì hết. Này thì mình chỉ độ lại cho nó tăng lò xo lên thôi. Rồi anh em coi nha. Rồi đây anh em ngay đây còn mấy cái à. Nay còn ngay 5 cái, rồi còn có cái đó chút xíu dao rồi đó. Rồi ngày mai về được 30 nữa, rồi cứ 2-3 ngày về 30 cái đó.
bắt đầu từ ngày hôm nay thì cũng theo mặt anh em xin lỗi cái anh em ví dụ cái lò xo hơi yếu nha, xin lỗi thật lòng luôn. Nếu mà anh em nào mà ở gần cần, nếu mà độ ho, nếu mà tăng bo cái lò xo lên không được thì cứ đem ra đây mình tăng miễn phí. Còn anh em ở xa thì mình có cái video đó hướng dẫn đó, thì anh em làm theo dùm rồi cảm ơn anh em. Rồi đây, tất cả bắt đầu từ hôm nay thì cái lụp của Chính Dương thì bán đi thì nó sẽ có được, nó vô nhớt đầy đủ. Đây, còn cái mỏ bò chỗ này sẽ dính như xuất đỉnh vậy nè. Đó, dính ngay cây cầu trồng. Đó, còn cái chỗ nào mà bán mà không có dính thì là không phải lụp Chính Dương nha. Cứ anh em cứ xác nhận như vậy đi. Đó, thì mình về thật ra lụp này lụp chợ thôi, mình mua về mình tăng bo, cái tăng đô, cái lò xo lên thêm thôi, bởi rất là mạnh. Đập lơ mơ, chặt cái lên, đập cái nổi dấu chì tay liền đó. Đó nè, ngay chỗ này mới có còn dính một số mỡ bò đây. Đó, chỗ cái cầu sập đây đó. Vậy nha anh em, bắt đầu từ hôm nay thì hàng của Chính Dương thì sẽ các lò xo sẽ được tra mỡ tra nhớ hết. Rồi chỗ cây cầu thì sẽ có mỡ bò. Rồi cảm ơn anh em ủng hộ nha. Rồi xin chào. Rồi anh em nhớ nha, anh em nào mà ở gần mình đó thì cứ đem ra đây mình làm miễn phí. Không phải là mua của Chính Dương không nha, mà tất cả những cái lợp mà anh em đã mua của ai đó, nhưng mà cái hàng chợ giống hàng kẽm chợ như gì mà nếu mà làm không được thì cứ đem ở đây mình tăng miễn phí, không có gì, cứ điện mình làm miễn phí cho. Rồi cảm ơn anh em nha. Rồi xin chào.